Xin chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị mình đã quay trở lại với căn nhà đất trăng anh nha. Hôm nay em đi quay và giới thiệu đến cho cô chú chị mình một căn nhà thiết kế rất là đẹp luôn nha. Thiết kế rất là hiện đại luôn, với diện tích là ngang 5m, dài 20m, thiết kế là 1/1 lầu, có 4 phòng ngủ, có 3 nhà vệ sinh. Căn nhà này trong khu dân cư Long Phú và căn nhà này đã được hoàn công rồi nha cô chú chị. Đối diện bên này là khu công viên này cô chú chị. Đường trước nhà là đường 6m, lề mỗi bên là 3m. Bên này là đường hướng ra đường quốc lộ 50, khoảng tầm là 300m thôi. Rồi căn nhà này thì bây giờ em sẽ quay chi tiết căn nhà này cho cô chú chị mình coi. Căn nhà này hướng bắc nha cô chú chị. Căn nhà thiết kế theo phong cách là mái hộp và hiện đại nha cô chú chị. Và đường trước này là đường 6m này, lề một bên 3m và cách trường học trường mẫu giáo là khoảng tầm là 50m thôi. Và cách công viên cũng khoảng tầm là 50m nha cô chú chị theo hướng này này. Và cái hướng này cô chú chị mình di chuyển ra ngoài đường quốc lộ 50 là khoảng tầm 300m thôi nha cô chú chị. Rồi em sẽ quay chi tiết nha. Lề 3m đã được ốp gạch chống trơn trượt rồi, lót gạch chống trơn trượt cho cô chú chị mình rồi. Cửa sắt 4 cánh mình di chuyển vào trong sân. Ngoài này được ốp gạch hai bên trụ cổng, có một cái mái vòm cổng, một đèn trợ sáng để ánh sáng ban đêm. Sân thì rộng rãi thoáng mát này cô chú chị mình. Mình đậu được một chiếc xe hơi cỡ nhỏ nha cô chú chị. Có làm tiền chế đi ra rồi này. Mái tôn nó ốp gạch tường cao lên khoảng 1m4 ở khu vực ngoài sân này rồi nha, có làm hàng rào rồi đó. Ngoài pano này được ốp gạch màu đen cao lên đến pano. Phía trước pano mái hiên này có một cái đèn led đèn sáng về ban đêm. Cửa sắt 4 cánh kính cường lực, mình di chuyển vào trong phòng khách của mình. Phòng khách rộng rãi thoáng mát, ốp gạch tường cao lên 1m6, trần thật cao, đèn led âm trần, có hai cái đèn hình quang hai bên đó, một cái đèn chùm ở khu vực phòng khách của mình. Ở ngay khu vực phòng khách này có trang trí một cái bậc tam cấp đó, ngăn cách giữa cầu thang và phòng khách nha. Những cái hộp này là hộp gỗ PDS này đó. Rồi khu vực cầu thang này sau cái bậc tam cấp á, có một cái khoảng trống này để cô chú chị về mình bỏ đồ nha, được ốp gạch cao lên 1m6 luôn. Khu vực này khá là rộng rãi để cô chú mình bỏ được rất là nhiều đồ dưới cầu thang. Cầu thang kính tay cầm gỗ, mình di chuyển lên trên lầu nha. Chiều dài 20m, có một phòng ngủ dưới tầng trệt dành cho người lớn tuổi và trẻ con. Ốp gạch tường cao lên 1m6 này, trần thật cao mát mẻ và có một cái đèn hình quang, một cái đèn ngủ. Cửa gỗ mình di chuyển vào trong phòng ngủ này nha. Tiếp tục đó là cái phòng bếp. Phòng bếp có tủ bếp dưới, tủ bếp trên, trần thật cao, có một cái đèn led và có hai đèn hình quang để ánh sáng. Tủ bếp là tủ bếp bằng gỗ nha cô chú anh chị, chất liệu là bằng gỗ, mặt bếp đá hoa cương màu đen. Ở khu vực này đã được ốp gạch để mình dễ dàng lau chùi. Bồn nước inox 304. Ở đây có một cái ống nước vào, ống nước ra và có một cái ổ điện để cô chú anh chị về mình bỏ máy giặt ở khu vực này nha. Đây là khoảng sân sau, cửa sắt mình di chuyển ra sân sau của mình. Sân sau rộng rãi thoáng mát, có một cái giếng trời lấy ánh sáng đó, được sơn màu xám ở khu vực này hết rồi, sơn chống thấm. Ốp gạch tường cao lên 1m6, có một cái vòi xịt rửa sân ở sau này. Phòng vệ sinh rộng rãi thoáng mát luôn, có một cái bồn labo, bồn cầu, vòi sen. Ốp gạch tường cao lên 2m, trần thật cao, rồi cửa nhôm kính mờ, mình di chuyển vào trong phòng vệ sinh này nha. Rồi bây giờ em sẽ quay trên lầu 1 cho cô chú chị mình cùng coi. Cầu thang kính tay cầm gỗ sang trọng, các bậc cầu thang bên em ốp đá hoa cương và khu vực này có một cái đèn trợ sáng một cầu thang. Các bậc cầu thang này rất là to nha cô chú chị, mình di chuyển nội thất lên dễ dàng lắm. Trên lầu 1 này có 3 phòng ngủ và có 2 nhà vệ sinh. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên này. Ngoài này được ốp trần thật cao, có trang trí luôn, những cái họa tiết rất là đẹp. Rồi đây là cái phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình. Phòng ngủ này có một cửa đi ra ban công và một cái phòng vệ sinh khép kín ở trong phòng của mình nha cô chú chị. Trần thật cao, đèn led âm trần, một cái đèn hình quang. Rồi đây là cái phòng vệ sinh khép kín ở trong phòng của mình, có bồn cầu labo, vòi sen đầy đủ luôn, có cửa sổ thông gió luôn,
Ốc là tường cao lên 1m, 2m nha. Trần là trần thạch cao này. Cửa nhôm, kính mờ, mình di chuyển vào trong phòng vệ sinh này. Rồi tiếp đến đó là cái ban công của cái phòng này. Cái ban công này đã được ốp đặt tường cao lên 1m4 này. Là lót gạch chống trơn trượt nha cô chú chị mình. Lấy ánh sáng vào trong phòng mình, lấy gió vào trong phòng mình rất là tốt luôn. Rồi tiếp tục mình sẽ di chuyển khám phá thêm cái phòng ngủ thứ hai trên lầu 1. Đây là phòng ngủ thứ hai trên lầu 1 đây. Rộng rãi, thoáng mát, bỏ giường, tủ quần áo, bàn làm việc là vô tư. Trần thật cao, đèn led âm trần. Rồi đây là cái phòng vệ sinh thứ hai trên lầu 1. Bồn lavabo, bồn cầu, vòi sen đầy đủ, ốp các tường cao lên 1m2. Trần là trần thật cao. Phòng ngủ cuối cùng trên lầu 1 mình. Phòng ngủ này có một cái cửa đi ra ban công và một cái cửa sổ 4 cánh nhìn ra bên ngoài, lấy ánh sáng, lấy gió. Trần thật cao, để led âm trần nha. Đó, rất là đẹp luôn. Trần có những cái họa tiết hoa văn rất là tinh tế. Rồi mình sẽ di chuyển ra ngoài cái ban công. Và căn nhà này có diện tích là ngang 5m, dài 20m. Thiết kế là một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ và có 3 nhà vệ sinh. Căn nhà trong khu dân cư Long Phú, căn nhà này đã được hoàn công đầy đủ hết rồi. Ngoài này được ốp gạch hết trơn luôn nha cô chị. Rất là sạch sẽ luôn, có một cái đèn chợ sáng ở khu vực ban công của mình. Và đường trước nhà là đường 6m gần khu công viên trường học. Và di chuyển ra ngoài quốc lộ 50 khoảng tầm 300m thôi. Và mình di chuyển ra ngoài đường tránh quốc lộ 50 khoảng tầm 500m nha cô chú chị. Thì hiện tại bên em đang bán căn nhà này với giá là 3 tỷ 1, mình thương lượng chính chủ. Thì cô chú chị nào mà mình thấy căn nhà này ưng ý thì hãy gọi điện thoại đến số trên màn hình nha. Rồi cô chú chị có nhu cầu mua nhà đất đăng ký kênh em để xem thêm nhiều nhà đất mới nha. Xin chào.